Xin chào các bạn, mình là Nguyễn An Nguyên, học lớp 3.2. Hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn câu chuyện nuôi dưỡng tâm hồn có tên là Khi chúng ta nói dối. Lời Studio Co, minh họa Takeuchi Tsuga và nhà xuất bản Kim Đồng. Cuốn sách này là món quà ba mẹ Shichida dành tặng con cho việc phát triển tâm hồn và gắn kết tình yêu thương giữa ba mẹ và con. Viện giáo dục Shichida xin dành tặng cho con những nhân cách trẻ đang trong hành trình tạo dựng những tính cách tuyệt vời. Viện mong rằng qua những câu chuyện trong sách, các con sẽ thấm nhuần những giá trị của cuộc sống. Chúng mình sẽ bắt đầu câu chuyện. Ôi, chán quá đi mất. Phải tìm chuyện gì thú vị để làm thôi. Mình biết phải làm gì rồi. Mình sẽ nói dối để trêu chọc người khác. Ôi không, Patrick này, là vậy có ổn không? Patrick đi bộ dọc theo con đường. Bạn ấy gặp bạn chó Bruno. Xin chào Patrick. Xin chào Bruno. Bạn đã nghe tin gì chưa? Tin gì cơ? Bạn đang nói về chuyện gì vậy? Chuyện là có người leo lên đỉnh núi và thấy rất nhiều kho báu. Họ còn định chia cho người khác nữa cơ. Những người cũng muốn kho báu ấy. Thật chứ? Mình sẽ tìm đến đó thử xem sao. Bruno liền chạy vụt đi. Hê 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 hê. Mình đã lừa được bạn ấy rồi. Cứ như thế, Patrick lừa hết tất cả bạn bè của mình. Mọi người đều tin bạn ấy nói thật, trong khi bạn ấy lại nói với hết người này đến người khác. Patrick cảm thấy rất hào hứng và không hề muốn dừng lại. Bạn ấy còn nghĩ rằng hôm nay quả là một ngày vui vẻ và thú vị. Bạn ấy trở về nhà với niềm vui không thể diễn tả được bằng lời. Vài ngày sau, đó là sinh nhật của Patrick. Bạn ấy vô cùng mong chờ vào bữa tiệc của mình. Ba mẹ của Patrick đã làm mọi thứ để chuẩn bị cho bữa tiệc thật chu đáo. Patrick à, con hãy đi mời các bạn đến đây nhé. Thật tuyệt. Gì? Con cảm ơn ba mẹ. Patrick tiếp tục bước đi. Không lâu sau đó, bạn ấy gặp bạn Buster. Xin chào Buster. Hôm nay là sinh nhật của mình. Mình muốn mời bạn đến nhà mình dự tiệc. Bạn đến nhé. Mình nghĩ bạn đang cố gắng lừa mình lần nữa. Hôm trước, sau khi nghe bạn nói, mình đã chạy một mạch về nhà nhưng mà mình không bị sao cả. Đừng hòng lừa mình nữa. Và rồi, Buster bỏ đi. Ôi không! Patrick đã mời tất cả các bạn bè đến dự tiệc sinh nhật của mình, nhưng không ai còn tin bạn ấy nữa. Patrick cảm thấy rất buồn. Không ai tin mình nữa vì mình đã lừa mọi người như vậy. Lẽ ra mình không nên nói dối mọi người như vậy. Patrick lê từng bước chân nặng nề về nhà, cùng với hai hàng nước mắt lăn dài trên má. Bạn ấy kể với ba mẹ mọi chuyện mình đã làm. Ba mẹ hiểu rồi, các bạn đã rất tin tưởng con. Nhưng một khi con nói dối để trêu chọc người khác, mọi người sẽ cảm thấy họ bị phản bội. Dạ. Nhưng giờ đây, con đã nhận ra lỗi của mình và con muốn các bạn tha lỗi cho con, đúng vậy không? Dạ. Con muốn xin lỗi các bạn. Sau đó thì chúc mừng sinh nhật Patrick. Chúc mừng sinh nhật Patrick. Chúc mừng sinh nhật Patrick. Những người bạn của Patrick nhảy ra từ những nơi ẩn nấp khác nhau. Patrick vô cùng bất ngờ. Các bạn đến đây sao?
Cảm ơn các bạn. Mình thật sự xin lỗi các bạn. Mình xin hứa là từ nay về sau, mình sẽ không bao giờ làm như vậy nữa. Mọi người cùng nhau thưởng thức bữa trưa thật ngon và có một bữa tiệc vô cùng ấm áp. Câu chuyện đến đây là hết rồi. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe câu chuyện vừa qua. Câu chuyện này rất ý nghĩa vì ba mẹ nên dạy trẻ giá trị của lòng tin và không nên nói dối. Đồng thời, giải thích cho con hiểu những tác động trực tiếp và gián tiếp của lời nói dối đối với con và những người xung quanh. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại.